Thì thường ai mới bắt đầu làm cái youtube thì um, nó cũng rất là bê tắc rồi. Mình không được đẹp, mình không được xinh, mình không có không gian để ngồi làm clip. Mình cảm thấy kiến thức về cái mình đang chia sẻ nó khá mơ hồ, tự tin lên tự tin để học hỏi đi tích lũy kinh nghiệm và chơi thôi đừng có nghĩ là không được vì tất cả những cái thứ gì có thể học được thì đều làm được hết đều có thể làm được hết tự ti là một cái gì đó dục đi tất cả mọi thứ mà mình muốn làm tất cả những yếu tố tạo nên một cái kênh youtube có thể bật được kiếm tiền thì nó đều quan trọng như nhau cả nhưng vấn đề ở chỗ là cái nào trước cái nào sau về cái kinh nghiệm của bản thân tôi nhận thấy được là trước khi bắt đầu một cái chuyện gì đó mà không tin vào chính bản thân không tin mình có thể làm được thì um, thất bại rồi dục đi rồi thôi làm cái khác đi bê tắc rồi a à ờ à, um, uh, thì à uh, ờ thì mà là ok bạn muốn hạn chế cái chuyện à uh, ờ thì mà là dễ ẹc à sau khi bạn đã có nội dung thì cứ mục đích của mình là cái gì nhắm vào đó và nói thôi và bạn muốn tự tin chứ không kinh để chia sẻ những thứ hay ho bạn đang có bạn đang muốn chia sẻ nó đơn giản lắm thứ nhất mục đích để làm cái gì bạn làm ra cái đó để làm cái gì thứ hai kiến thức và kinh nghiệm bạn phải biết được cái thứ bạn đang chia sẻ chứ đừng có kiểu chia sẻ rồi mà không biết mình đang chia sẻ cái gì mùng lùng lắm thứ ba là không gian bối cảnh thì bạn phải có một cái không gian một cái bối cảnh phù hợp để làm một cái điều gì đó thứ tư là ngoại hình ngoại hình là cái quan trọng nè thì nhắc đến ngoại hình ấy, thì ai cũng nghĩ là phải đẹp phải xinh phải ừ, ừ nhưng mà không phải đây không phải là cuộc thi sắc đẹp đây là cái cuộc chơi chia sẻ kiến thức thôi chia sẻ kiến thức chia sẻ kinh nghiệm chia sẻ những điều hay ho chia sẻ những cái ừ, sắp chia sẻ về kiến thức và nội dung à, mục đích kiến thức và nội dung gì đó thì tôi đã chia sẻ ở clip cách tạo ra nội dung cho một video clip rồi nhớ vào đó coi cũng khá là um, hay ho đó. Sau khi đã có hết nội dung thì um, chọn không gian để làm cái chuyện đó thôi. Nó phải có một cái không gian lãng mạn có rượu và hoa, y có nến và hoa. ừ, Không phải. À, ví dụ như uh, tôi tôi làm clip về aperture cái khẩu độ ở trong cái lens của cái máy chụp hình thì tôi cần một cái không gian thật là rộng có thể là một cánh đồng hoặc là một bãi biển để tôi có thể đóng khẩu và mở khẩu để làm cái ví dụ cho người xem họ hiểu deep of field là cái gì uh, deep of field là chiều sâu của cánh đồng nhưng ở trong um, nhiếp ảnh ở uh, tôi gọi là nhiếp ảnh đi chứ không có cái từ nào nó, nó 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 bình dân hơn cái từ nhiếp ảnh nữa thì ở trong nhiếp ảnh nó là cái khoảng nét của tấm ảnh tức là độ sâu của cái trường ảnh đó. thì giải thích như vậy nó làm vòng lắm nó đơn giản vậy nè tiền cảnh nè hậu cảnh nè mờ hết đúng không nhưng có một mình tôi nét nè đó đó là cái deep of field đó nó đơn giản vậy đó thì tôi phải cần một cái um, không gian ít nhất là một cái không gian có ừ, tiền cảnh có thể tôi giơ tay ra để tôi làm cái tiền cảnh và phía sau nó phải có cái hậu cảnh gì gì đó nó lơ đi ừ thì tôi mới nói được về cái deep of view ở trong nhiếp ảnh là cái gì để lại là phải chọn một cái không gian phù hợp thôi chứ đừng có đưa cái bếp lò vào trong cái ừ, phòng máy lạnh yeah, ngoại hình là cái quan trọng nè thì nhắc đến ngoại hình thì ai cũng nghĩ là phải đẹp phải xinh phải ừ ừ nhưng mà không phải đây không phải là cuộc thi sắc đẹp đây là cái cuộc chơi chia sẻ kiến thức thôi chia sẻ kiến thức chia sẻ kinh nghiệm chia sẻ những điều hay ho chia sẻ những cái um, sắp chia sẻ về ngoại hình á, thì um, tôi không biết sử dụng cái từ nào mà cái từ ngoại hình nữa nó gồm rất là nhiều thứ quần áo nè um, cái này thay quần ấy quần thay áo chứ không thấy quần rồi yeah, make up nè tôi chỉ có cột tóc sơ sơ thôi chứ xả ra nhìn gớm lắm biểu cảm khuôn mặt nè và cái ngữ điệu cách phát âm như thế nào đó để lọt lỗ tai xuôi con mắt người xem là được và cái điều quan trọng nữa là khi nói chuyện mà phải chiếu tướng nhau ta sắp ăn thịt này đó cái biểu cảm khuôn mặt nè thì nó cũng làm nhấn thêm cái nội dung của bạn chia sẻ ví dụ như một câu hỏi ví dụ như một câu đồng ý ừ giống như hai quá vậy thôi bỏ qua đi mọi người có thể có được cái biểu cảm hay hơn bằng cách nhìn vô gương nhìn vào gương thấy mình trong gương và tự biểu cảm khuôn mặt đi nhớ nhìn ban ngày đừng nhìn buổi tối nha nhìn buổi tối xong rồi tự nhiên cái thằng trong gương nó ừ khác cái thằng ở ngoài nó khác mình là mệt lắm á và để biết bạn có tự tin trước ống kính hay không thì um, cắm cái máy ra ngồi nói chuyện thấy mình nói hay hay nói dở thấy mình có thuyết phục được bản thân hay không thuyết phục bản thân cắm cái máy ra ngồi nói chuyện đi và chia sẻ um, những thứ hay ho um, trước mắt là cho bạn bè hoặc là um, để private hoặc là public gì đó um, ai thích thì coi không thích thì coi Uh, clip tiếp theo tôi sẽ chia sẻ cho các bạn những cái hay ho mà tôi đã biết và tôi đã trải qua và tôi đã làm được với cái um, kênh youtube của tôi cảm ơn hẹn gặp lại